Nhận định Man City vs Tottenham lúc 23 giờ 30 phút ngày 17 tháng 8. Cập nhật thông tin trước trận đấu, các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Man City vẫn đang thể hiện một phong độ hủy diệt ở các giải đấu quốc nội tại nước Anh sau khi thâu tóm cả cúp liên đoàn và cúp ngoại hạng Anh mùa bóng năm ngoái. Khởi động mùa giải mới, họ lại ám nốt siêu cúp Anh sau khi đánh bại Liverpool ở trận ra quân tại vòng 1 vừa qua. Nhà đương kim VĐ Tony Ernest lại tiếp tục hủy dập Newcastle tới 5-0 ngay trên sân khách. Qua đó, Man xanh tạm vươn lên ngôi đầu bảng với hiệu số 5. Phong độ của thầy trò cách quốc Guardiola lúc này được đánh giá cực cao. Ở vòng 2 giải ngoại hạng tới đây, Man City sẽ phải tiếp đón Tottenham tại Etihad. Chắc chắn đội chủ nhà vẫn chưa quên mối hận bị đối thủ loại khỏi tứ kết trong khi League mùa bóng năm ngoái. Đội bóng của Pep sẽ rất quyết tâm để đánh bại đối phương. Tottenham đang là đương kim Á quân trong khi League với những ngôi sao đẳng cấp như Maguire, Son Heung-min, Eriksen và chúng cũng không quá ngắn ngại khi phải đối đầu với Man City. Tuy nhiên trong lịch sử đối đầu một trận gặp nhau gần nhất, Tottenham vẫn đang lép dưới hơn đối thủ trong khi chỉ có 3 chiến thắng, Man City thắng 6 và một trận có tỷ số hòa. Sau chiến thắng 3-1 trước Aston Villa ở vòng 1 vừa qua, Tottenham cũng đã có 3 điểm đầu tiên và đã đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Một chiến thắng trước Man City sẽ là cú hích cực lớn để khẳng định tham vọng nuôi tranh ngôi vô địch ở giải ngoại hạng Anh mùa bóng năm nay. Tuy nhiên để đánh bại đối thủ ngay tại Etihad luôn vô cùng khó khăn. Theo nhận định bóng đá của các chuyên gia, ở trận đấu này Man City vẫn được đánh giá có sức mạnh và phong độ tốt hơn, lại có lợi thế sân nhà. Tottenham lại luôn thất thế khi đối đầu với nhóm đại gia Spurs, nên nhiều khả năng một chiến thắng vẫn sẽ thuộc về đội bóng của Pep Guardiola.